À, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, nam mô a di đà phật con à, nhận đức à, à, xin à, giáo hội cho con được à, thông báo à, chương trình à, khiếm thị à, tại vì con thường tổ chức chương trình khiếm thị với phát quà cho người nghèo à, trong dịp tháng 7 cũng là mùa du lan báo hiếu à, cho con được thông báo với chương trình để cho quý thầy ban tổ chức trong chùa đứng ra phát quà cho người khiếm thị Và người nghèo Và con cũng thông báo cái chương trình Trung Thu Năm nào thì con cũng Tổ chức chương trình Trung Thu Cho các cháu nhỏ Các cháu rất là vui Nên Con xin giáo hội cho con được thông báo những chương trình mong lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho mọi người Trong dịp tháng 7 là mùa du lan báo hiếu những Đức cũng tổ chức cái chương trình khiếm thị Ngay cái ngày... Ừ, thứ bảy thứ bảy tuần sau nữa ừ, thứ bảy tuần sau nữa bỏ thứ bảy tuần này lấy thứ bảy tuần sau ngày dương lịch thì là mùng 10 tháng 8 2024 dương lịch còn ngày âm lịch là nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch ngay thứ bảy tuần sau nghe quý vị như bữa nay à, à, thứ năm bỏ tuần này bỏ thứ bảy tuần này thứ bảy tuần sau là ngày âm lịch là ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch uhm, chúng ta sẽ tổ chức chương trình khiêm thị người khiêm thị khiêm tật người nghèo đến rất là đông à, họ cứ điện thoại cho ban tổ chức à, cứ hỏi suốt những đức à, khi tổ chức chương trình khiếm thị thấy thương tâm quý vị ạ vì à, bản thân của mình lục căn còn đầy đủ còn họ thì tặc nguyện thấy tội nghiệp quá nên thấy thương quá quý phật tử ngày đó thì chúng ta về cùng niệm phật với người khiếm thị khiếm tặc người nghèo xong rồi cô ít lòng nhiều quý vị tự tay mình quý vị tặng cho những người khiếm thị khiếm tặc giống như một miếng khi đói bằng gói khi nói vậy. Con người thương con người với nhau. Nhưng Đức thường nói rằng mình đến với cái cuộc đời này mình làm được những việc thiện, việc tốt mình là mừng lắm, rất là mừng. Chương trình thì ban tổ chức quý thầy sẽ đứng ra làm những đức luôn luôn chấp hành đàng hoàng nhưng mà con xin trên là giáo hội cho con được thông báo chương trình thôi mong rằng người sức gia của mình cũng làm những việc gì lợi ích cho xã hội cho mọi người con năm nay mới 43 tuổi Thấy mình cũng còn trẻ cơ hội Làm được những việc gì ý nghĩa được thì cố gắng mà làm Cứ lo cho các cụ già nghĩ rằng Một ngày nào mình cũng già như các cụ Rồi muốn làm làm được Một hơi thở thở ra không hít vào Thì Tất cả những thứ gì trong cuộc đời này Mình đâu cầm theo được đâu Nên con cố gắng Nên những đức khuyên hàng Phật tử Trong dịp tháng 7 Là mùa du lan báo hiếu Chúng ta tu phước tu duyên Để hồi hướng Cầu an cho ông bà cha mẹ mình còn sống và cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình đã chết chương trình khiếm thị tại chùa mình tổ chức thì tất cả quý phật tử đã hiểu đã biết rồi quý vị về chùa chính tay quý vị cho tiền người khiếm thị khiếm tặc nhận đức mỗi lần mà thấy người khiếm thị khiếm tặc Người ta được quý vị cho tiền Những đức mừng lắm, những đức vui lắm Thì những đức tổ chức rất nhiều lần Quý vị thấy rồi đó Vui vô cùng Khi thấy người khiếm thị, khiếm tặc Người ta Được nhận chút đỉnh tiền Nghèo khổ lắm quý vị Thì mới đến dự chương trình này Để nhận tiền thôi Chứ người dư giả cũng không ai Đi vào chương trình này để ngồi để nhận tiền làm gì nên à, mọi người chúng ta có cơ hội để tu phước tu duyên những đức thường à, đọc cái câu cõi thế trăm năm một kiếp người ai rồi cũng phải trở về thôi phải sống sao cho thật ý nghĩa để bụi ra đi nợ nụ cười mình cứ nhắc mình hoài vậy đấy. sống sao cho thật ý nghĩa để bụi ra đi nở nụ cười Mình nhìn từng đời ông bà cha mẹ mình từng đời đi qua Rồi bản thân chúng ta cũng tiếp tục Ai cũng vào quan tài Hột thơ hơi thở thở ra không hít vào Chúng ta có cầm cái gì theo được đó quý vị Nên chương trình khiếm thị khiếm tạc này Là một chương trình rất là nhân văn rất là ý nghĩa. Tất cả những người khi nghe được những đức thông báo chương trình này, quý vị nên đến một lần để tìm hiểu. Dù quý vị không có cho tiền họ, nhưng quý vị nắm tay dẫn họ vào chánh điện, dẫn họ vào chỗ ngồi cũng là cái tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau quý vị làm bằng cả tấm lòng chân thật khi đủ duyên trong cuộc đời này mình làm được những việc ý nghĩa nên con những đức uh, xin trên là giáo hội cho con được thông báo chương trình này để lợi ích cho bao nhiêu người chứ chương trình của con cũng không có ra để ngồi thiết giảng gì cả các ngài yên tâm con chấp hành đàng hoàng Nhưng tuổi con còn trẻ thì cho con Có cơ hội đưa lên những cái điều tốt Có người làm những việc lợi ích tốt Cho tất cả mọi người Chỉ như vậy thôi Con chấp hành luôn luôn ở trong chùa Không đi đâu cả Luôn luôn chấp hành đàng hoàng Ở trong ngôi tam bảo không đi đâu hết nên uh, đó là chương trình khiêm thị quý phật tử khắp nơi nơi trong dịp tháng 7 chúng ta sắp xếp mình uh, được về ngôi tam bảo được tu phước tu duyên cho người khiêm thị khiêm tạc người nghèo đây là cái lợi ích rất là lớn thì mình hồi hướng cầu an cho cha mẹ của mình còn sống hay mình cầu siêu cho cha mẹ của mình đã mất quý vị đó là chương trình khiếm thị à, còn những đức cũng thông báo cái chương trình trung thu của các giáo trung thu là cũng ngay thứ bảy ngày 12 tháng 8 âm lịch ngày dương lịch là ngày 14 tháng 9 2024 nhớ là ngày âm lịch là ngày 12 tháng 8 âm lịch nha quý vị à, Trung thu năm nào cũng tổ chức cho các cháu nhỏ được về chùa những đức cũng à, đặt đâu bốn ngàn cái đèn bông sen bằng điện tử cho các cháu được về chùa trung thu rồi mua bánh trung thu cho các cháu được ăn nên à, thấy các cháu vui mình cũng vui à, đó là chương trình như vậy những đức à, nêu lên uhm chùa mình thì năm nay ngày du lan thì ngay 14, 15 ngày âm lịch ngay thứ bảy chủ nhật luôn quý vị nên trong dịp tháng bảy mình cũng về niệm phật lễ phật à, về niệm phật lễ phật tu tập phong sanh cũng đi thực để cầu an cho người thân ông bà cha mẹ của mình còn sống và cầu siêu cho tất cả những người đã mất. Tháng bảy là mùa du lan, du lan báo hiếu cho cha mẹ của mình. Nên chúng ta còn sống với nhau, chia cho nhau cơm ăn áo bạn. Nhưng khi mất rồi thì chỉ có tu tạo phước duyên để hồi hướng thôi. Họ đang trông chờ mình dữ lắm mình ở cõi đời này mình khổ nhưng mà một phần thôi. còn nếu như ông bà cha mẹ người thân mình còn đỏ tam đồ ác đạo thì khổ hàng tỷ lần dù mình cúng mâm cao cổ đầy thì cũng không có lợi ích bao nhiêu đâu chỉ có niệm phật lễ phật tụng kinh tu nhân tích đức chăng thật hồi hướng cho ông bà tổ tiên mình đã mắc trong mùa du lan này vì tâm niệm của rất nhiều người nghĩ mùa du lan chúng ta báo ơn đền ơn cho người còn sống với người đã mất nhiều người nghĩ như vậy nên trong mùa du lan mình tu nhân tích đức lợi cho người còn sống và lợi cho người đã chết nên cái chương trình du lan của chùa mình năm nay là ngay thứ bảy chủ nhật 14 15 ngày âm lịch nhớ nghe. Quý vị về chùa tu tập thôi. Chùa Hậu Pháp cũng được, Đại Tùng Lâm cũng được tùy quý vị. Những đức rất là vui khi thấy người niệm Phật và sống mỗi ngày niệm Phật đó là niềm vui lớn nhất của mình nguyện tất cả chương trình tu tập lợi ích cho chúng sanh bằng cả tấm lòng những việc lợi ích này mình hồi hướng cầu an cho tất cả những người còn sống trong quả địa cầu này được bình an và cầu siêu cho tất cả những người đã mất chưa được siêu thoát cầu siêu cho họ được siêu thoát chương trình những đức thông báo như vậy nhớ nghe quý vị chương trình khiếm thị thứ bảy tuần sau mùng 10 tháng tám dương lịch nhằm mùng bảy tháng bảy âm lịch nghe quý vị chương trình khiếm thị nên tất cả quý phật tử khắp nơi đủ duyên sắp xếp, xếp được về dự chương trình khiếm thị Nhớ dẫn con cháu đồ theo Để con cháu mình thấy được Trong cuộc đời này còn rất nhiều người khổ Què hoặc mù Tạc nguyền Khổ lắm Chỉ cho con cháu mình để biết thương người Thương người như thể thương thăng quý vị Mình á, có tiền mình đổi ra mình đưa cho con cháu người thân dòng họ mình cho người nghèo chính tay bị chó luôn tặng cho họ để phát ra cái tâm thương thương người giúp người có nghĩa là chương trình chùa mình là chính quý vị chính tay bị làm luôn không cần phải đưa cho nhà chùa gì đâu chính quý vị làm lợi là ích cho mọi người chính quý vị cảm nhận được tình thương mến thương giữa con người đến với con người với nhau những đức chỉ là thông báo chương trình để cho tất cả quý vị khắp nơi nơi hưởng ứng cái chương trình để giúp đỡ người khiếm thị, số lượng cũng rất là đông, rất đông. Ít gì cũng khoảng cỡ chắc khoảng 6.000. Khiếm thị, khiếm tật và người nghèo. Vì về trong dịp tháng 7 như tổ chức chương trình này đưa lên chương trình để cho tất cả các anh em làm. Việc này rất ý nghĩa. Nguyện tâm bảo gia hộ trên là tất cả các vị đại lão hòa thượng rồi chư tăng ni sức khỏe và tất cả phật tử sức khỏe nam mô a di đà phật